Bạn đến với chuyên mục Đọc sách em nghe của Thư viện quận Bình Thạnh. Hôm nay, chuyên mục Đọc sách em nghe xin gửi đến các bạn câu chuyện Gã virus Covid tai quái. Ở vùng đất virus, có một gia đình đáng gờm sinh sống, đó là gia đình Corona. Trong thời tiết lạnh giá của tháng 12 năm 2019, gia đình Corona đón một thành viên mới. Họ đặt tên cho loại virus mới sinh này là nCoV, gọi yêu là CoV. Lớn lên, CoV được nghe rất nhiều chuyện kinh khủng, tồi tệ về tổ tiên mình. Gã cũng được nghe các cụ kể về bao căn bệnh nguy hiểm chết người khác. Tiêu biểu là đại dịch cúm năm 1918, đối thủ của gia đình gã. Thời ông gã còn trẻ, tên này đã lây nhiễm và giết chết hàng triệu sinh mạng ở vùng đất loài người. Không ai trong số các thành viên của gia tộc CoV có thể đánh bại thành tích về số người chết mà đại dịch cúm năm 1918 gây ra. Vì vậy, khi đến lượt CoV, gã biết rằng mình phải khiến cư dân của vùng đất loài người run sợ trước uy danh của gia tộc mình. Gia đình ta nổi danh là gia tộc chết chóc, ta cần phải làm rạng danh tiên tổ, ta sẽ lây nhiễm cho hàng triệu người và gia đình sẽ tự hào về ta. Và để đạt được mục đích, Covid tự ý chạy trốn khỏi vùng đất virus mà không hé lời nào với gia đình. Gã ta chìm đắm trong mộng tưởng về khoảnh khắc hân hoan, khoe chiến công lẫy lừng của mình khi lẫm liệt trở về. Covid đã đi đến rất nhiều nơi, lây lan khắp chốn, và cuối cùng gã ta tìm thấy đích đến lý tưởng, nơi sinh sống của các cơ quan trong cơ thể người, vùng đất bên trong. Đứng đầu vùng đất này là mắt, bàn tay, mũi, miệng và tim. Chúng đảm nhiệm việc bảo vệ nàng lá phổi yếu đuối. Tin tức về sự xuất hiện của Covid làm các cư dân ở vùng đất bên trong khiếp sợ, lo âu và kích động. Điệu cười xấu xa của gã vang vọng qua biên giới khiến họ rùng mình. Ôi, tên Covid này sẽ là một mối nguy khủng khiếp. Làm sao để ngăn chặn gã xâm nhập vào vùng đất của chúng ta đây? Mũi run rẩy, miệng cũng hốt hoảng kêu la. Làm thế nào để sống sót qua trận chiến này? Chúng ta phải bảo vệ lá phổi, nàng ấy sẽ không chịu nổi mất. Xà phòng trấn an, đừng lo lắng quá, con virus đó không thể làm gì được chúng tôi đâu. Sau đó, các chiến sĩ khẩn trương làm nhiệm vụ. Nước rửa tay dặn dò bàn tay, cậu không được chạm vào bất kỳ thứ gì và phải luôn luôn giữ bản thân thật sạch sẽ. Xà phòng tiếp lời, mũi ơi, khi hắt xì hơi nhớ dùng khăn giấy nhé, đó là cách để những giọt bắn không bay xa. Xà phòng và nước rửa tay tiếp tục khuyên miệng, cậu nhớ uống nước nhiều, chăm ăn hoa quả và rau củ nhé. Bàn tay cứ không ngừng khô khoắn khắp nơi, cậu ta không thể chịu đựng được việc ở yên, luôn muốn chạm vào mọi thứ, muốn ôm ấp bạn bè. Bàn tay nói, tôi không thể chịu đựng nổi, tôi bó tay rồi. Nước rửa tay và xà phòng đã kêu gọi thêm những người bạn kháng khuẩn khác. Mọi người rục rịch chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng ra trận. Họ được lệnh đóng chặt đường biên giới để ngăn chặn virus có sức hủy diệt ghê gớm như Covid xâm nhập vào vùng đất bên trong. Nước rửa tay nói, đến đây rồi, mọi người nhanh nhanh lên. Khi tới biên giới, đoàn binh đụng phải một sinh vật xấu xa, gớm ghiếc. Covid kiêu ngạo nói, chà, xem ai nên đón ta này. Xà phòng kêu to, vậy ngươi chính là con virus xấu xa đang nhăm nhe gây chiến. Covid đáp, chính là ta, SARS-CoV-2, độc nhất vô nhị. Những dũng sĩ kháng khuẩn chiến đấu với Covid bằng vũ khí khử trùng. Tuy nhiên, Covid vô cùng hùng mạnh và cuộc chiến diễn ra cực kỳ gay cứng. Cho dù các sản phẩm vệ sinh gặp chút khó khăn, họ vẫn quyết tâm không để Covid vượt qua biên giới. Họ phải bảo vệ lá phổi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, xông lên anh em. Nước rửa tay nói, khi Covid tiếp cận bàn tay, gã ta leo trèo thoăn thoắt, nhưng gã không thể trụ lâu ở đó. Bàn tay hét to, nước rửa tay, tớ cần cậu giúp. Nghe vậy, nước rửa tay bắn những viên đạn cồn 70 độ từ đỉnh đầu vào con virus. Xà phòng ơi, tớ cần hỗ trợ, cậu ấy hét. Xà phòng nhanh chóng lao vào tham chiến với vũ khí là chất khử trùng lợi hại. Từ cơ thể trơn bóng của cậu bắn ra không biết bao nhiêu là bóng sát khuẩn mà kể. Covid yếu thế,
gã ta ướt sũng sau khi hứng trọn những quả đạn pháo chất tẩy rửa cực mạnh của các chiến sĩ kháng khuẩn. Gã thoái lui, suy yếu và bại trận. Gã đành phải tìm một vùng đất khác để xâm lược thôi. Cô Vi khóc lóc chạy trốn khỏi vùng đất bên trong. Lớp da, cảnh sát của vùng đất tóm được gã và ném gã ra khỏi cổng biểu bì. Cô Vi kiệt sức, buồn bã lê lết về cố hương. Gia đình cô Vi đã chờ gã ở cổng nhà. Cô Vi con ơi, chúng ta không thể đánh bại các cơ quan trong cơ thể được. Ta phải ở lại vùng đất virus thôi. Bọn họ sẽ luôn tìm ra cách để đánh bại chúng ta. Từ đó, các cư dân ở vùng đất bên trong sống một đời hạnh phúc và sạch sẽ mãi mãi về sau. Mang lá phổi tiếp tục triều đại vẻ vang của mình. Các bạn ơi, hãy nhớ rửa tay sạch sẽ nhé. Các cơ quan nhắn nhủ. Các bạn thân mến, Thư viện quận Bình Thạnh vừa đọc xong câu chuyện Gã virus COVID tai quái. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn các bạn trong chuyên mục Đọc sách em nghe vào thứ 6 tuần sau.